Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho những cái bạn nào mà đang sử dụng những cái dòng máy điện thoại Samsung một cách rất là đơn giản và hữu hiệu để có thể là tô màu và cũng như là hiển thị cái phần tin nhắn nổi bật khi mà các bạn có những cái tin nhắn nổi bật đó. Mình lấy ví dụ là khi mà các bạn sử dụng những cái dòng máy điện thoại Android, các bạn vuốt cái phần trung tâm điều khiển xuống, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái thông báo như thế này. Đó. Và các bạn có thể là sắp xếp những cái thông báo này sao cho mà những cái tin mà các bạn cần đọc thì nó sẽ hiển thị nổi bật và nó sẽ hiển thị cái màu sắc nó khác biệt hơn so với những cái tin nhắn khác. Thì các bạn có thể là thực hiện cái cách trên để chúng ta không bao giờ bỏ lỡ những cái tin nhắn quan trọng mà chúng ta đang quan tâm, sao cho nó nổi bật nhất trong rất nhiều những cái tin nhắn có mặt trên điện thoại của các bạn. Rồi, thì để làm được điều này thì đầu tiên các bạn sẽ mở điện thoại lên và truy cập cho mình vào cái phần cài đặt. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là thông báo ở đây. Trong cái phần thông báo này thì các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là thông báo kiểu pop-up. Tiếp theo thì các bạn sẽ để ý nó sẽ có một cái mục đó là tô màu theo từ khóa, các bạn bấm vào đây. Thì lúc này các bạn sẽ chọn một cái tiêu đề mà các bạn muốn tô màu cái nội dung theo từ khóa đó. Ví dụ như là ở đây nó sẽ ghi là làm nổi bật các thông báo với màu sắc khi tiêu đề trùng với tên hoặc từ mà bạn quan tâm, tiêu đề phải trùng khớp chính xác. Đó, ví dụ như ở đây thì mình có thể là, ví dụ như nếu mà các bạn muốn tô màu cái tin nhắn quan trọng từ người yêu hoặc là vợ chồng hoặc là con cái các bạn, thì các bạn có thể là gõ tên của họ vào đây. Ví dụ như là mình gõ tên như thế này. Rồi, mình nhấn vào phần dấu cộng ở đây. Thì khi mà mình có một cái tin nhắn đến từ một cái người nào đó có tên là như thế này thì nó sẽ tô màu cái màu sắc và nó hiển thị lên. Và khi đó thì mình sẽ có thể là dễ dàng đọc được và mình sẽ không bị nhầm và không bị lẫn với rất nhiều những cái thông báo nó hiển thị ở đây. Ví dụ các bạn thấy trong cái mục tin nhắn này nó có rất nhiều những cái phần thông báo và khi mà mình bấm vào thì mình mới có thể đọc được. Tuy nhiên thì khi mà mình áp dụng cái cách này thì với những cái người nhắn tin đến cho mình trùng với cái nội dung mà mình đã thêm vào đây thì nó sẽ làm nổi bật lên và mình có thể dễ dàng đọc được. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ làm nổi bật cái nội dung tin nhắn cũng như là cái nội dung thông báo mà các bạn quan tâm để tránh trường hợp là chúng ta bị nhầm lẫn cũng như là bỏ sót khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng máy điện thoại Android đến từ Samsung.